Tôi xin được hướng dẫn các bạn cách chỉnh đồng hồ ở trên xe Honda Civic. Bây giờ đồng hồ báo hiển thị là 11 giờ 10 phút. Và giờ bây giờ là 15 giờ 29. Đầu tiên chúng ta sẽ ấn vào giữ nút clock ở đây. Ấn vào giữ. Như vậy sau khi ấn giữ thì sẽ có tín hiệu tiếng beep báo. Chúng ta thể để ý trên cái điều chỉnh đấy, chúng ta thấy chữ H, chữ M và chữ R. Đấy, H này là sẽ chỉnh giờ. Ta ấn 15 giờ tức là 3 giờ chiều phút. Phút là 29 phút. Còn nếu như chúng ta ấn chữ R đấy thì sẽ làm tròn số phút giờ sau. Ví dụ bây giờ tôi ấn R đây. Đấy, như vậy là nó sẽ đưa về 00 làm tròn. Đấy, bây giờ chúng ta chỉnh lại là 3:30. Sau khi chỉnh xong chúng ta ấn vào tiếp tục ấn nút trở lại clock. Như vậy là đồng hồ đã hiển thị đúng. Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.